thông báo mấy cả anh em hết hàng nhá. Còn 6 bộ lăng xe cuối cùng tôi gửi cho một bạn ở trong Sài Gòn là 6 bộ cuối cùng. Đây hàng tôi chuẩn bị đi chuyển này. Đấy, đây là 6 bộ cuối cùng tôi chuyển thì hết cái đợt lăng xe này sẽ rơi vào khoảng tầm đấy, mới nhanh nhất một tuần nữa mới có lăng xe anh em ạ. Anh em nào đấy thì cố chờ đến đợt sau ấy em. Đợt này hết rồi. Ok anh em.